Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình tới đây mình sẽ quay lại những cái cánh cửa kéo mà trước đây mình đã từng làm ha. Thì đó, các bạn nhìn phía sau đó, phía sau đó đây là cái nơi giữ trẻ, là cái này là mình làm có ra mấy cánh cửa kéo mà mình đã từng làm rồi. Thì hôm nay mình tới đây mình quay lại cánh cửa này, mình làm cũng được 1 năm rồi, quay lại cho các bạn thấy nha. Bây giờ mình vô mình quay cho các bạn thấy những cái cánh cửa kéo này. Đây là chiếc cửa kéo rất là dài nha, mà mình làm ở đây 1 năm rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn, để sau này các bạn muốn làm một cánh cửa kéo giống y như mình thì rất là đơn giản. Đây. Đây. Không xài đường ray nha, chỉ xài bánh xe chạy thôi nha. Đây. Đây. Ở dưới này, ở trên này. Trên đây mình sẽ làm một cái khung giữ nha. Đây, khung giữ này. Khung giữ từ đầu này tới đầu này nha. Đây, cái khung này nó sẽ giữ là cánh cửa. Ở đây là cuối. Thì những cánh cửa này thì rất là đơn giản. Bạn nào chỉ cần nhìn qua là các bạn làm được. Cái này là cánh cửa này là mình tự nghiên cứu mình làm, nhưng mình cũng không học hỏi ai. Hay chỗ này thì bị xe tông cong. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cánh cửa khác nữa nha. Đây là cũng là một cái cửa kéo này. Kéo này các bạn, này các bạn thấy không sử dụng đường ray nhé. Đây, nhìn cho kỹ. Đây, hai cái đầu này dư ra nha. Đó, dư ra khoảng 20 phân nha. Đó, đầu trên đầu dưới dư ra 20 phân. Giờ mình sẽ quay kéo lại cho các bạn thấy nha. Cái cửa kéo này thì đặc biệt khác cái cửa kéo lúc nãy, là cái cửa kéo này là sử dụng bằng trong cái ống nha. Đây mình sẽ ra này, đây là cái ống này. Đó, các bạn thấy không, nó nằm trong cái ống, đầu trên đầu dưới đều có một cái ống. Đó, phía dưới này cũng có một cái ống. Đây, đây cũng có một cái ống nha. Đó. Thì đây là những cái cánh cửa mà mình tự mình nghiên cứu ra làm, mình cũng không ăn cắp gì của ai hết. Nhưng cánh cửa này mình làm đã 1 năm rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn thấy, để những các bạn nào mà muốn làm mà.
để tối luôn nha mẹ. Để kéo tới nè. Rồi, để lại đây dùng. Đây là dùng. Rồi, bên này luôn. Đây ra luôn mình. Để khoan để quay này được. Rồi để dùm. Rồi kéo dùm.